ơi. Ba ơi. Ơi. Ba nói đi đi, giờ con nói em á. Bệnh con gì? Con sâu. Con sâu hả? Con sâu mới rớt xuống á. À, con sâu mới rớt xuống hả? Dạ. À. Trên cây á. À, trên cây mới rớt xuống. Dạ. Ừ, để đã ba bắt cho em nha. Dạ. Ba rửa tay đi. À, để ra thì để rửa tay tay bây giờ hả? Dạ. Ừ, để. Ba rửa tay đi em ạ. Ok. Rửa tay đi. Thấy không? Đi đâu vậy? Hả? Con sâu cạnh em. Sâu cạnh em hả? Đi trên nó, rớt xuống trên cây đó. À, em thấy con sâu trên cây rồi xuống hả? Dạ. Ờ. Rồi bắt con sâu vô bộ bụi ha. Thôi bắt con sâu vô bụi thôi. Ba là con sâu của anh. Anh Lucky rồi đó. Con sâu được của anh Lucky hả? Ai nói con sâu được của anh Lucky? Thì bụi nó này nó chạy ra bắt con sâu giảm thì bà ra bắt con sâu giảm bà đập nó chạy thì em khóc. Này bà nội này. Con Bảo mà. Con sâu của anh Bảo hả? Bà không đập chạy con sâu nó cạnh em hay sao? Em không thường sâu nó cạnh em hả? Hả? Không thường luôn. Rơ nó cắn bả sao? Cắn bả đâu sao? Hả? Rơ nó cắn bả đâu sao? Không. Bố để cho nó cắn bả luôn hả? Ôi trời ơi, bố cho con sâu cắn bả luôn đúng không? Con sâu chết rồi mà. Con sâu chết rồi mà. Trời ơi, con sâu to quá vậy. Ôi. Nói dài rồi kìa. Rồi trời. Sao bụi không chạm rơ tay mà kêu bắt rơ tay vào? Dạ. Rồi để bà bắt nó nha. Dạ. Bà diễn nó luôn nha. Dạ. Hả? Dạ. À, bắt nó ha. Dạ. Bắt nó chụp chụp trạc ha. Dạ. Ba, ba làm đỡ rồi. Nè, bà bắt con chụp nha. Dạ. Để em cầm cho ba. Ờ, em cầm đi. Em sợ lắm. Hả? Thì em cầm tẩy ba đi, em cầm tẩy ba đi. Em cầm tẩy ba. Em là chế được rồi. À em là rồi. Em đi cơm hải cơi chứ. Ê, trời ơi. Trời ơi. Mẹ sợ lắm á. Sao giờ? Thôi ghê, thôi ghê quá, để ba đi dục đi. Dục cái trạng này. Đây, bồi cơm ba đi dục nha. Cô đi buộc kẻ tẩy nha, viên tẩy ba nè. Trời ơi, đi rồi cuốc. Ôi trời ơi, cuộc nào đi như thế mà. Rồi, dục được ra nha. Chiu, xong. À, cái kiếm á hả? Thôi dục đi, dục đi. Dục cái kiếm này gầy rồi. Hả? Kiếm gầy rồi. Kiếm này gầy bả dục á. Để em đoán mình ngồi ta mà. Trời ơi, lời cưới lại ngay cả luôn đó hả? Hả?